rất là phù hợp với thời điểm này khi mà World Cup sắp đến rồi. Chương trình sẽ dành cho Á Hậu Huyền My một vài câu hỏi về World Cup để xem là Huyền My đã có sự chuẩn bị về kiến thức bóng đá như thế nào nhá. Câu hỏi đầu tiên là như sau. Đây là đội tuyển nào? Gợi ý đầu tiên. Từng hai lần vô địch World Cup, có một số nước đã từng hai lần vô địch World Cup nhá, ví dụ như là Pháp này. Ví dụ như là Argentina này. Ví dụ như là Uruguay. Chắc là Pháp. Em đoán là Pháp, nhưng mà làm gì đã có dữ kiện tiếp theo nhỉ? Bởi vì là có mấy đội hai lần vô địch World Cup cơ mà. Thế em sẽ nhớ được cái lưu ý đấy trong đầu. Dữ kiện thứ hai là hai lần vô địch World Cup của đội tuyển này thì cách nhau 20 năm. Phải chia sẻ ra thật là bộ nhớ của My chỉ có 2 ghi mọi người ạ. Anh nghĩ đến, là cũng chưa đủ dữ kiện. Đến những trận đấu mà kiểu Viettel đá với đội nào trong khoảng thời gian nào, thật ra My cũng không thể nhớ chính xác. Anh nghĩ được. Cũng chưa đủ dữ kiện. Bởi vì là trong các đội tuyển anh vừa kể, Argentina này, Uruguay này và Pháp này, chỉ có tới 2 đội tuyển là từng 2 lần vô địch World Cup mà cách nhau 20 năm. Cho nên là mình sẽ đến với gợi ý thứ 3 nhá. Là đội đương kim vô địch của World Cup. Pháp. Chắc chưa? Chắc ạ. Đáp án của My đưa ra là đội tuyển Pháp. Và đáp án của chương trình đưa ra chính xác là đội tuyển Pháp. Xin chúc mừng Huyền My. Câu hỏi tiếp theo nhá. Đây là cầu thủ nào? Có 3 gợi ý. Gợi ý đầu tiên, đội tuyển quốc gia của cầu thủ này nằm chung bảng đấu với Bồ Đào Nha, Ghana và Uruguay tại World Cup năm 2022. Gợi ý thứ hai là ngôi sao số 1 của bóng đá châu Á. Son Heung-min. Gợi ý thứ ba nhé, là vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh mùa giải trước. Đó chính là Son Heung-min. Xin chúc mừng Huyền My. Em đã vượt qua cả 2 câu hỏi và thậm chí là câu hỏi thứ hai là em chỉ cần tới 2 gợi ý thôi. Chưa cần đến gợi ý cuối cùng mà đã thành công rồi.